Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay chúng tôi đang đứng ở này là khu phố Phước Hải nhé, thuộc thị phố khu phố Hải Sơn thuộc thị trấn Phước Hải, tỉnh huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước mặt quý vị đây là đường Trần Phú này, còn cái đường này là đường Lâm Văn Võ. Tôi nghe cái tên này lần đầu. Đó, đường này là Lâm Văn Võ này. Thì đi ra phía này là ra Võ Thị Sáu, mà ra Võ Thị Sáu và ra chỗ đường mà chỗ trước mặt chợ Phước Hải đó. Còn đây là đi vào đây gặp một cái ngã quẹo thì là đi vào đường Nguyễn Văn Linh đó, đi phía cục đường này là đi vào Nguyễn Văn Linh, đi ra này là đi ra đến cái đường ven biển Võ Thị Sáu, gọi đường tỉnh 44B. Thì ở đây chúng tôi có hai căn nhà bán trên cái chỗ này. Cái nhà này thì có người ta đã thiết kế vỉa hè hết rồi, cột điện đang trồng mới rồi, cái đèn đường thì đang chuẩn bị nắp ở trên đó. Đèn đường thì chuẩn bị nắp. Nhà thì đây một cái nhà nha quý vị, cái nhà này thì có thiết kế ở bên trong tương đối đẹp, bên ngoài thì chưa được đẹp lắm, nhưng trong bên trong thì có thể ví dụ để xe ô tô, để một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp. Nhà thì xây tương đối kiên cố, 5x20 thổ cư hết. Đây, cái địa chỉ thì ở chỗ này, 13O3/7 Lâm Văn Võ, khu phố Hải Sơn. Khu phố Hải Sơn ở Phước Hải này thì ai cũng biết, cứ đi xuống chợ Phước Hải thì là khu phố Hải Sơn này, khu đấy rất là gần chợ nha quý vị. Đi thẳng này ra là ra ủy ban, ra ủy ban rồi ra chợ đó, thẳng chỗ này đi cục đường rẽ là ra ủy ban đi chợ. Cái nhà thứ hai là cái nhà này cũng 5x20 nha quý vị, 5x20 thì xây bên này có hành lang đó, bên này có hành lang, có một cái nhà nhỏ đằng sau. Đó, một cái nhà đằng trước, một cái nhà nhỏ đằng sau. Thì khu này thì gần biển nha quý vị. Chỗ này mà đi ra biển thì có thể đi bộ ra cũng được. Cách biển chỉ từng 200-300 mét thôi. Và cái nhà này là mặt hướng ra biển nha quý vị. Hai căn nhà này là hướng đông nam nhé. Hai căn nhà gần nhau thôi, còn một lô đất ở giữa nữa, không có cạnh nhau. Đó, đường thì người ta trải nhựa rồi, làm vỉa hè rồi. Còn mấy cái hố để trồng cây nữa, trồng nốt cây và lắp nốt cái đèn đường nữa là hoàn thiện. Đấy, cột điện trồng 1, 2, 3, 4 cột chung chỗ thôi. Hay ha. Cái nhà này, hai nhà này chủ đang giao giá bán với giá là 2 tỷ 9 nha quý vị. 2 tỷ 9. Đó. Có cái là chỗ này chủ đang khóa cửa nên không vào trong được xem, nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm. Đó, tương đối rộng rãi này, sân này vẫn có để ô tô được này. Ở phía bên trong kia thì có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh. Còn nhà này thì xây dựng trông bên ngoài thì kiên cố hơn, nhưng mà cũng tương đương thôi. Quý vị có thể mua một trong hai cái, còn giá thương lượng thì quý vị có thể để báo cái xem và trả giá. Nếu quý vị cần thì sẽ có người mở chìa khóa cho quý vị vào xem nhà. Khi nào quý vị đi xem thì sẽ có người vào xem nhà. Đấy, khu này là khu phân ô bàn cờ hết rồi, đi thẳng ra chợ, ra ủy ban rất là gần đấy, trường học ở ngay đây. Đấy, đi lên đường Nguyễn Văn Linh kia là có một cái trường học, ở phía bên dưới là có một cái trường học trung học. Đây họ xây dựng cũng khá nhiều này, phía này đang xây dựng hướng ra phía kia. Đó. Sau này dân cư họ sẽ xây dựng và ở kín thôi. Thì quý vị nào quan tâm một sản phẩm mà gần biển nha, chỗ này nghỉ dưỡng ở biển rất là gần biển, rất là tốt. Đất thì thổ cư hoàn toàn rồi, phân ô bàn cờ rồi, giá rất là có giá trị. Thời gian tới này đất ở khu dưới này sẽ nóng sốt tiếp, nên khi mà cái đường ven biển người ta sẽ làm, có cái đường ven biển 994 á, người ta làm 6 làn xe và 42 mét bề ngang ấy, sẽ làm từ Vũng Tàu đi đến tận Bình Châu. Khi mà có cái đường đấy thông thương thì giá trị đất dọc rồi khu đường ấy sẽ lên giá. Và cái đường ấy làm cách đây chắc cũng chỉ hơn 100 mét, 200 mét này, ở qua cái đường Nguyễn Văn Linh trên kia. Đó, thì là đi có một cái đường Mạc Thanh Đạm này, phía trên gần núi ở phía trên kia. Thì quý vị nào mà quan tâm các cái thông tin về bất động sản ở khu này thì alo chúng tôi còn nhiều căn khác bán nha quý vị. Ở mặt tiền Nguyễn Văn Linh cũng có hai miếng bán chiều ngang đẹp hơn, 8x20, 160 m². Đó, đây có hai cái miếng đất. Được cái là cái này ưu điểm của cái hai cái nhà này là mặt hướng ra biển nha quý vị. Mặt hướng ra biển. Xin cảm ơn sự theo dõi video của quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.